Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Ở đâu có những chiếc xe bán tải vừa rẻ vừa ngon thì bên em Fuji Auto lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là một mẫu xe bán tải cực kỳ hầm hố, khỏe khoắn, bền bỉ. Và đặc biệt đây gọi là dòng vua bán tải được độ lên rất là nhiều đồ chơi. Chiếc xe thì quý vị các bạn cứ nhìn qua thì biết là độ lên như thế nào. Còn về độ chất thì con này đảm bảo cho quý vị các bạn không chê một lỗi nào. Xe zin toàn bộ cả xe luôn, lốp lắp nguyên zin, máy số zin, nội ngoại thất đẹp, cam kết quý vị các bạn không biết đâm đụng ngập nước là gì. Nhưng mà thằng nào vớ va vớ vẩn là đâm luôn, không để ý làm gì cả. Vâng, một chiếc xe cực kỳ khỏe khoắn với hai cầu điện. Máy thưa quý vị các bạn, máy dầu Biturbo 2.0 khỏe khoắn. Và đây là một dòng xe sản xuất tại Thái Lan, thương hiệu Mỹ, nên đảm bảo cho quý vị các bạn về độ chất thì không đối thủ nào sánh bằng. Con xe này được sử dụng hệ thống điều khiển bằng màn hình sinh 3 rồi nhé các bác nhé. Vâng, rất là hiện đại xịn sò với hai cầu điện khỏe khoắn, máy dầu cực kỳ đậm chất. Và thưa quý vị các bạn có thể nhìn cái khoang chở đồ thì quý vị các bạn biết là chủ cũ có dùng hay không, gần như là không sử dụng một tí nào luôn, vẫn còn nguyên mới như là mới từ cửa hàng. Vâng, khả năng còn mới hơn đấy ạ. Cửa hàng lắm lúc còn có tí bụi, đây còn không thèm tí bụi nào. Gần kia thì là đọng nước đây nhá. Cái này là nước nó đọng vào thì có tí vệt thôi, lau phát sạch cái. Đấy, bóng lừ đen xì luôn. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, cam kết quý vị các bạn không lỗi nhỏ, đố tìm ra lỗi, tìm ra lỗi đốt xe luôn. Vâng, một chiếc xe đẹp mà bản Biturbo 2.0 đã được độ lên ốp ngoài LED căng khỏe khoắn. Mỗi tội thưa quý vị các bạn, chơi quả lốp cũ này là không được rồi. Quả này là phải lên vừa lốp vừa vành cho nó hoành tráng. Chứ còn lốp này hơi bé một chút so với cái bề của chiếc xe. Thường thường độ lên như thế này thì sẽ thường thường sẽ là Raptor. Thế nhưng mà Forerunner Raptor thì chưa đủ tuổi. Thế nên là nếu bác nào mua về nhá, mà các bác thích, các bác có thể độ lên bộ vành la răng khoảng tầm 19 inch. Nhưng mà lốp to hơn một chút thì cái đấy các bác mất tầm khoảng 3-40 củ cho cả bộ. Vừa hầm hố vừa hiện đại, mà nói thật các bác, như các bác thích rồi thì chả để ý làm gì với những cái loại này. Chiếc xe mang biển số thành phố Lào Cai 24C1060. Thưa quý vị các bạn, dòng xe này là một dòng xe rất là bền bỉ. Và đây là một đại gia thành phố Lào Cai chuyên buôn lan. Bây giờ bác ấy để lại cho bên em Fuji Auto với cái giá vô cùng căng. Vì bác ấy vừa phải trả cho một cây lan, cũng một cây lan mà mua được khoảng tầm 10 chiếc xe như thế này. Vâng, Forerunner đẹp xuất sắc. Đằng trước các bác nhìn cản trước của chiếc xe này, không một lỗi lầm, không một vết chảy xước. Hệ thống đèn định vị rồi đèn projector, đấy, siêu siêu sáng. Đấy, đi trong đêm các bác không phải để ý. Tuy nhiên là con này thì được chủ cũ là giữ gìn gần như nguyên bản luôn, không có độ thêm quả đèn dàn ở trên nóc này. Đấy, như mấy bác ăn chơi. Thế còn đâu thì quý vị các bạn nhìn bầu đèn này, LED sáng quắc luôn. Vâng, đèn bi cầu đa điểm nhớ các bác nhá. Nhìn kỹ này, đèn bi cầu đa điểm này. Đấy, hàng hiện luôn. Và đây là công nghệ đèn LED mới, công nghệ mới của, nói thật các bác, Trung Quốc dẫn đầu luôn về cái công nghệ này. Đấy, đèn cản dưới này, cản dưới cực kỳ đẹp luôn. Vâng, không lỗi lầm, lốp lắp dày. Con này thì thưa quý vị các bạn là cũng lăn bánh được 4,8 vạn rồi, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà về chất thì các bác cứ yên tâm rằng không phải nghĩ. Riêng lốp con này đi tầm khoảng 3 năm nữa các bác vẫn không phải nghĩ đến chuyện thay lốp. Bên này thì lốp hơi bẩn một chút, tuy nhiên là đây là lốp zin, lốp Dueler HT của Bridgestone. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là lốp zin của hãng, lốp 265-60 vành 18 các bác nhá. Còn các bác độ lên thì các bác có thể chơi lên vành 19. Với vành la răng thì quý vị các bạn có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chấu kép nhé quý vị nhá. Với phanh đĩa trên, ôi trời ơi, xem nào, phanh đĩa trên hai bánh trước rồi. Vâng, phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tang chống đằng sau. Còn đây lốp thì các bác nhìn này, hệ thống treo gầm giảm sóc của xe vẫn còn nguyên luôn, vẫn còn nguyên dấu này. Đấy, và cua lốp này vẫn còn nguyên đinh hàn, đinh ốc, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe đẹp xịn sò mà không chói lóa. Vâng, một chiếc xe bản Biturbo 2.0 máy dầu khỏe khoắn bền bỉ. Và giá tiền thì cam kết quý vị các bạn nghe xong, quý vị các bạn chỉ có gọi ngay cho em Fuji Auto thôi, sao nó lại rẻ thế. Vâng, cực kỳ rẻ luôn, với cái giá chỉ có 35 triệu đồng. Vâng, giá cực kỳ mềm luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn tappy này, sạch sẽ, điện đóm đầy đủ, không chê vào đâu được. Hệ thống điện nói chung là cam kết quý vị các bạn rồi, không lỗi lầm gì luôn, zin một chủ từ đầu. Đấy, táp lô siêu sạch sẽ luôn. Hệ thống túi khí, 6 túi khí cho quý vị nhá. Hai túi khí ở hai bên, túi khí ở ghế, túi khí dọc sườn luôn, rất là an toàn, hiện đại, tiện lợi. Một chiếc xe bản full chỉ thua mỗi Raptor thôi. Vâng,
một chiếc xe bản full, mà khi mua chiếc xe này về, quý vị các bạn rẻ hơn được so với xe mua mới là dơn đến gần 200 triệu. Vâng, rẻ hơn gần 200 triệu luôn. Quý vị các bạn đã có ngay chiếc Ford Raptor này rồi. Và những ai ở Hải Phòng, những tỉnh lân cận thì quý vị các bạn có thể sang gọi là gì nhỉ? Em tự dưng quên rồi. Vâng, thưa quý vị các bạn, gọi là ngân hàng, trả góp ngân hàng quá bình thường. Ui giời, trả góp hỗ trợ quý vị các bạn đến 70%. Vâng, 70% thì tính ra là sao nào? Là 87. Vâng, với trả góp chỉ có 70% thì tính ra là 8756. Quý vị các bạn chỉ trả khoảng tầm hơn 200 triệu một chút là quý vị các bạn có thể zin chiếc xe đẹp xịn sò này về. Zin đét đèn đẹp luôn, một chủ từ đầu. Chiếc xe được sản xuất Thái Lan và riêng giật này thì bên Thái Lan làm hẳn một cái tem made in Thái Lan to vật vã để tránh cái trường hợp quý vị các bạn hỏi là sao hình như là nó sản xuất ở Việt Nam. Lốp đằng sau sử dụng lốp Dueler Britain, cũng là lốp HT. Vâng, và thưa quý vị các bạn, cũng là lốp zin một chủ luôn nhá, lốp zin của xe luôn, từ nhà sản xuất luôn, lốp cực dày luôn. Vâng, dòng này tải cực khỏe và với hệ thống nhíp của chiếc xe là nhíp 4 lá nha các bác nhá, thì bất chấp các thể loại tải trọng. Vâng, với cái khung gầm bệ chắc chắn như thế này và với cái khả năng trở tải tốt như thế này, đăng ký thì chỉ có mấy tạ thôi, nhưng mà quý vị các bạn có thể chở là full hình ở trong này luôn, có thể lên hơn 1 tấn, nhưng mà nhớ là tránh công an rồi nhá. Vâng, đấy quý vị các bạn có thể nhìn gầm sàn của xe đẹp xuất sắc luôn, với các cái ốc của xe còn nguyên zin luôn, chưa hề lỗi lầm, đinh hàn còn nguyên ngật đó. Bên này cũng vậy ạ, bên tài là tài cũng như bên phụ, đèn hậu nét căng từng cm, đẹp xuất sắc không lỗi nhỏ. Đấy, hệ thống nắp của chiếc xe, đấy, quý vị các bạn nhìn nắp thùng nổi nhá, dày dặn khỏe khoắn. Và đây quý vị nhìn này, đấy đẹp lát lét căng luôn. Đấy, ốc áp của em còn zin chưa thèm tháo mở luôn. Đấy, gầm sàn đẹp cực kỳ luôn. Gầm của chiếc xe là quý vị nhìn này, lốp sơ cua chỉ có gọi là chưa hạ, và nhưng mà nó lại hơi bụi bẩn một chút, sơ cua chưa thèm hạ, gầm cầu sàn sáng loáng. Vâng, đấy quý vị nhìn những cái chi tiết như thế này, quý vị các bạn biết là chất nó như thế nào, cực kỳ sáng láng sạch sẽ luôn. Đấy, hệ thống ngồi ghế ngồi ở đằng sau cũng đều là ghế da của xe xịn sò. Vâng, dòng chất da của Thái Lan làm cực kỳ chắc chắn luôn, trần nỉ sạch sẽ, đen xì bóng lộn. Đấy, kính điện này lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường, keo chỉ mượt mà zin cả xe. Đấy, và quý vị các bạn nhìn này, ghế chỉnh điện luôn nhá, ghế lái chỉnh điện đầy đủ. Vâng, bản quay trách là bản full rồi. Đấy, vô lăng cực kỳ sạch sẽ, tích hợp rất nhiều phím bấm luôn, cruise control, rồi điều khiển giọng nói, âm thanh, cài đặt tất cả các chức năng được hiện đại xịn sò ở trên này. Ui, quậy con này to vãi vật vã. Ui, phải nói là vật vã luôn. Thế còn quý vị các bạn nhìn hệ thống đèn của xe, đèn auto tự động luôn, rất là hiện đại. Vâng, với hệ thống điều khiển xịn sò của chiếc xe này thì nói chung là không có đối thủ về dòng bán tải luôn. Hộp số tự động rất dễ dàng sử dụng và có các cái phím cộng trừ đây để khả năng tăng tốc khi mà mình cần vượt những cái cung đường lầy lội, cũng như là đây cài cầu điện đây. Đấy, khóa cầu rồi hệ thống dừng đỗ đây, rất nhiều cái chức năng hiện đại tích hợp đây quý vị nhá. Nên là những ai mà yêu thích những cái dòng này, đây này, hỗ trợ rất nhiều, chống trơn trượt đầy đủ luôn. Đấy, điều hòa auto luôn. À, vâng, một chiếc xe xịn sò, mà nói chung là em tả thế thôi về độ zin thôi, chứ còn về chất thì các bác biết rồi. Những ai mà thích những cái dòng này thì chắc chắn là các bác cũng tham khảo rất là nhiều rồi, nên là các bác cũng chả cần phải suy nghĩ gì đâu. Con này thì đặc biệt là nó có cái bộ, hai cái bộ ốp ngoài rất là hầm hố, mỗi tội là bộ lốp thì hơi bị bé tí thôi. Vâng, các bác có thể lên vành 19 đi cho nó rực rỡ và xịn sò hơn, thể hiện đẳng cấp hơn. Và cái này thì riêng cái vấn đề lốp nhá, thì các bác cứ yên tâm là các bác bỏ ra một số tiền chỉ khoảng 200-300 thôi là các bác có thể đăng kiểm thoải mái rồi, khi mà đăng kiểm về sau nhá. Thế còn đây các bác nhìn này, động cơ biturbo của Ford. Vâng, động cơ 2.0 máy dầu cực kỳ khỏe khoắn, bền chắc, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, máy số zin, zin đét đẹp luôn. Quý vị nhìn các cái dấu ốc của nó này còn nguyên luôn. Đấy, ngon nguyên luôn, ngon ngật, máy số chạy cực kỳ mượt mà. Và chắc chắn là ta phải đề nổ chiếc xe này rồi, để cho quý vị cùng nghe cái tiếng âm thanh của máy. Đề nổ start top đi các bác nhá. Đấy, đề lên máy rất là êm luôn. Máy đề cực êm luôn đấy. Máy dầu nhưng mà rất là êm. Dòng đời này, khoa máy dầu của nó cực kỳ chất luôn, không như những cái dòng đời trước. Vâng, những đời 26, 207
rất là máy nói chung là nó cũng hơi tốn nhiên liệu một chút, nhưng mà đây là một cỗ máy dầu biturbo, máy số cực kỳ mượt mà, chạy thì cực kỳ êm chất và giá thì vô cùng yêu thương. Đấy, những bác nào yêu thích chiếc xe này thì alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại cửa hàng của em. Những bác nào yêu thích cứ alo ngay cho em qua số điện thoại trên. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi, chia sẻ kênh, rồi cũng là đăng ký kênh, rồi cũng có thể là tới xem những chiếc xe tuyệt vời này. Vâng, và bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng lái chiếc xe này để trải nghiệm. Vâng, em sẽ nhờ Mr. Lê Phong, một tay lái cừ khôi. Vâng, bác ấy sẽ hỗ trợ em lái trên đường. Đầu tiên là lùi, sau đó là đi cái đường đằng sau. Vâng, đấy, không gian của xe thì rất rộng rãi. Bác Lê Phong, con ấy gạt ấy nhá, điện. Đấy, là một tay lái cừ khôi. Và bác Lê Phong cũng rất là cẩn thận, đi đâu là cũng đeo dây an toàn. Đấy, không gian rộng rãi, thoáng đãng, máy dầu nhưng mà ngồi trong thì không có mùi một chút nào luôn các bác nhá. Vâng, rất là yên tâm. Đấy, máy số mượt mà, và có cả cam hành trình nữa. Đấy, cam hành trình thì vẫn chạy bình thường các bác nhá. Đấy, hệ thống cảm biến này đầy đủ luôn, xem là hệ thống điều khiển màn hình sinh ba của xe xịn xò luôn. Đấy, xe thì chạy rất là mượt, không hề có hiện tượng giật và có cảm biến cảnh báo đầy đủ. Đấy, bây giờ thì ta sẽ cùng chạy một quãng đường từ đây về cửa hàng để cùng trải nghiệm về chiếc xe. Đấy, lên số rất là mượt mà, số má chắc chắn. Đấy, xe thì đầm chắc. À, mặc dù là gầm cao, máy thoáng, lội nước thoải mái, 1 mét, nhưng mà thưa quý vị các bạn là cái dòng này thì cũng không phải để ý luôn. Đấy, không hề chồng chành mà đi nó rất chắc và bám đường luôn. Đấy, một dòng xe bán tải hiện đại xịn xò, màu trắng ngọc trinh, form độ lên rất là nhiều option, đang có mặt tại Fuji Auto. Những ai yêu thích chiếc xe này, alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng và rất vui khi được các bác đến xem xe. Ô quên, con này còn quay gầm bệ nữa, cái gầm bệ là cái quan trọng nhất. Vâng, nhưng mà thôi, đảm bảo cho quý vị các bạn gầm bệ sắt xi đen xì bóng loáng. Em có hình, các bác nào yêu thích em sẽ gửi hình chi tiết cho các bác. Vâng, gầm bệ riêng con này thì không chê vào đâu được, sắt đen xì. Vâng, gầm sáng không mù mọt. Vâng, mới có 2019, máy mới mà. Vâng, đấy, trần này siêu sạch sẽ. Cảm giác lái, không gian lái rất là thoáng, thoải mái luôn. Mời bác phát biểu cảm tưởng. Chạy con này thì không phải nghĩ luôn, bao tất cả các loại địa hình. Vâng, và bao tất cả các hãng test trên toàn quốc luôn nhé. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe xịn sò, đẹp mượt mà và không chói lóa. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.